công nhận mình hay thiệt. Alo, anh Tèo hả? Em tới rồi nè, anh tới chưa? Lẹ lẹ đi. Dạ dạ, em đợi. Dạ. Béo ơi, ngồi xuống. Dạ, anh Bảy kêu em. Uống cà phê không? Anh bao. Trời đất ơi là trời, làm hết hồn à. Uống cà phê mà tưởng nấu gì không à. Từng ca, cái nghe nè. Gì? Mày làm gì vậy? Tôi rồi, coi anh có bị ấm đầu hay không. Trời đất ơi, tự nhiên bữa nay mày đặt bao cà phê tôi uống nữa. Anh mày vô bánh cá. Bắn cá hả? Ừ. Trời ơi, cá lớn phóng lắm phồn. Ừ. Ừ, nó nghe nè, mày nhắc cái vụ cá mới nhớ. Em tính đi gặp anh đó mà tự nhiên cái anh kêu em rồi. Ủa mày kiếm tao làm chi? Đi câu cá chung. Thôi ha, đi câu cá mày, mày chơi anh Giang gần chết luôn, nghỉ đi. Mà mệt quá à. Bữa đó em giỡn thôi, mà cá trước sau cũng đem về nhà, nhà mình ăn chứ ai ăn. Thôi mệt mày quá, mày kiếm bà dài đi chơi câu cá chung với mày đi. Trời thôi đi mệt quá. Ông nội ba giai lần nào cũng vậy, rủ 10 lần với 10 không có lần nào chịu đi với em hết trơn á. Chắc ăn gian quá nên tao sợ không dám chơi chung với mày. Mày nên coi lại cái cách ăn ở của mày đi, ăn gian quá. Mệt. Uống gì? Anh bao. Uống nước cam luôn. Cho ly nước cam cô Hồng ơi. Có liền. Bé cỏ, sao chưa đi còn ngồi đó? Đi câu cá. Đi liền. Ủa, hồi nãy tôi rủ ông đi câu chung với tôi, ông chịu đi. Bây giờ ông Tèo qua rủ anh đi làm sao? Thì tao không thích đi câu chung mày được không? Thôi mà cho em đi với. Không mày. Không cho tôi đi hả? Tôi theo tôi chù hai người hoài luôn á. Mấy giờ mày về lấy cần câu đi, tao với ông Tèo chạy vào cái dưới. Ủa sao đi câu cá đi đường này? Mệt quá, mệt quá trời. Thiệt tình luôn á, hai cái ông này bực mình dễ sợ luôn. Mới vừa đuổi theo hai ổng liếc qua liếc lại cái mất tiêu luôn à. Lần sau hai ông đừng có hồng hên được chứ tôi như vậy nghe chưa. Mệt quá. Ủa Tan đâu á? Đi bắt quả tang. Bắt quả tang ai? Cha Bảy Cỏ với cha Tèo chứ ai. Ôi, không lẽ hai người đó khùng hả? Nói gì vậy? Trời ơi, nói chuyện nó rõ ràng á, ấp úng ai biết trời. Người ta chưa nói mà. Nói đi. Tôi nói nghe nè, dạo này á, hai ông đó đang ủ mưu cái chuyện gì á, tôi nghi dữ lắm. Ông nhắc tôi mới nhớ nha. Dạo hôm rày tôi thấy hai người đó hay đi chung với nhau lắm. Mà hễ đi gần nhau một cái là cứ rù rì rú rí. Chắc chắn là có chuyện gì đó mờ ám á. Thì đó, bởi vì tôi mới tìm cách tôi theo dõi hai ổng còn sao đây nè. Mà trời đất ơi tôi tức dữ lắm. Vừa mới đi qua liếc lại cái ổng mất tiêu luôn à. Đuổi theo không có kịp. Ông đuổi theo bằng cái gì? Đi bộ. Đi bộ. Khùng hả? Làm gì đứng cười với thằng điên vậy cha nội? Không đúng hả? Cái tướng bánh bèo chắc nguyên một vựa trái cây vậy mà đội rủ bộ đi theo người ta bắt quả tang. Nè, vô duyên vừa phải thôi nha. Trời đất ơi, nghĩ sao vậy? Trời, còn nhìn kỹ không đi, cái nón trời trời trái chanh héo queo thấy mặt ớn. Đã vì mặc đồ trời trời caro màu hồng chói loạn mắt à. Nhìn biết rồi thấy ghét quá à. Tỉnh luôn á. Trời là trời. Hay bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Không biết giờ ở đâu nữa. Trời đất ơi,
hẹn mình ra đây để đi bắt ông Bảy Cò với ông Tèo. Bây giờ chưa thấy tâm dạng chả đâu hết trơn á, bực mình quá à. Thông cảm, tới trễ một chút. Hôm qua tôi hẹn mấy giờ? Đầu giờ chiều. Đầu giờ chiều là một giờ trưa. Mà trời đất ơi, ông bắt tôi đứng ngoài nắng như một con khùng, một con điên để đợi ông. Bây giờ ông mới xuất hiện là sao? Thôi thông cảm mà, tại buổi trưa gió mát quá, khi nằm ngủ quên ngon giấc quá, tỉnh dậy thấy hơi lố giờ xíu. Ông hay quá ha. Ông thì ở nhà ông ngủ, tôi đứng ngoài nắng nghe ông cây tôi đợi ông nè. Gió mái bụi bặm kiến cắn gần chết luôn vậy đó. Thôi thôi mà bớt giận bớt giận. Bây giờ mình đi ha. Đi đâu? Thì đi bắt quả tang á. Bắt quả tang ai? Tèo Bảy Cò. Tèo Bảy Cò. Trời đất ơi là trời. Đợi ông á, hai ông nó đi mất tiêu rồi. Chắc hai ông đứng đợi ông chắc à. Không được kèo bữa nay, mình bắt kèo buổi sau làm dữ. Thôi 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 thôi, thôi dẹp đi. Không có bữa sau bữa gì hết trơn, có mệt quá. Bây giờ tôi đi về, mai mốt tôi điên mình tôi sướng hơn, không có ngủ không đi đâu. Ôi, có nhiêu nó giận hoài. Sao giận, sao không giận? Trời đất ơi, cuộc đời của tôi hả, tôi ghét ai mà cho tôi leo cây lắm luôn á nha. Thôi, xin lỗi mà. Không xin lỗi phải hết trơn, tôi đi về. Về làm gì? Đi về ngủ, mệt. Ôi, Tan. Tan. Dạ, chào bác Hai. Đâu mày? Ủa, nay bác Hai cà phê sớm dữ. Sớm gì, dắt này sớm gì nữa. Bộ mày, cái này bộ cũng tính đóng quán đây luôn hả? Dạ, đâu có đâu, con làm gì có tiền đóng quán. Con qua mua cà phê tí con. Ơi, bà không có đi công chuyện rồi, bà giao, bà gửi quán cho tao nè. Chờ chút đi. Dạ. Ủa, tía mày đâu, lại đây uống mà bà đi mua. Dạ, tía con đang đỡ đẻ cho dì Mười. Cái gì? Tía con đỡ đẻ cho dì Mười. Ủa, tía mày mới thêm cái nghề đỡ đẻ hồi nào vậy? Dạ cũng lâu mà bác Hai, mà tía con đi sớm rồi. Ủa, nó có nghề đỡ đẻ nào tao không hay ta? Con không đâu biết đâu, tại con nghe bà con nói tía con đỡ đẻ hay lắm. Trời đất ơi, đỡ phát là mẹ tròn con vuông hết thảy luôn bác Hai. Thiệt không phải? Thiệt. Bác Hai hả? Chừng nào mà nhà thím Hai á có cần đỡ đẻ cứ hú tía con tiếng, tía con qua phụ cho. Thôi thôi thôi, không dám đâu. Ông nội tao chưa dám giao cho tía mày mà đỡ đẻ nữa. Có gì tao chở đi nhà thương đẻ chứ mất cái gì phải đẻ. Nhà tao rước tía mày qua. Bộ tao ngu à, tao không à. Wow, hai chơi sang dữ, đi nhà thương luôn. Trời đất ơi, đẻ thì tao phải đi nhà thương chứ không lẽ đẻ nhà. Vậy thôi, cái đó tùy bác Hai à. Ừ, mày mới lạ. Nhái ơi, anh xin lỗi em. Anh định để dành tiền mua sữa cho con em. Mà bây giờ gì cá, anh đành có lỗi với bình sữa của con em rồi. Mà biết đâu kiếm được thêm nhiều bình thì sao. Chết ông chiến này rồi, tôi sẽ đi mét tía cho ông no đòn luôn. Ủa mà mày nói đẻ gì mà ơi hả? Dạ dạ, cho con chút. Alo, con nghe tía. Dạ xong chưa tía? Xong rồi hả? Được nhiêu được nhiêu? 8 lần hả? Chà, ngon dữ. Dạ 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 dạ, chút chút con về liền.
Trời đất ơi, ai đẻ 8 đứa như vậy? Nhà bà 10. Nhưng mà chưa, càng một đứa, 9 mới đúng. Quỷ thần thiên địa ơi, cái này chuyện lạ thế giới à. Với Việt Nam tao chưa nghe ai mà đẻ tới 9 đứa à. Trời, cái này nhỏ, bận trước kìa. Tía con đỡ đẻ cho cái chị gì mà trên đầu sớm á, chẳng chục luôn á. Mày xảo gì vừa mày ơi. Thiệt. Tao nội gái mà đẻ 10 đứa. Tía con mát tài lắm, đẻ mà ra một bầy luôn. Đứa nào đó nó trắng tròn trục trục, nhìn dễ thương lắm kìa. Ai mà đẻ ra một bầy, mày làm như là đẻ cái gì mà ông bầy? Dạ heo. Tía mày đỡ đẻ cho heo hả? Dạ đúng rồi, tía con đỡ heo nhà dì 10 mà. Đỡ đẻ cho heo thì mày nói đỡ đẻ cho heo. Mày nói đỡ đẻ cho bà 10. Tao tưởng là bà 10 từng tuổi này mà bà còn ham vui, đẻ mà lượt 9-10 đứa. Mày khùng vừa vừa, bữa mốt ăn nói cho cẩn thận đàng hoàng nghe không? Dạ, biết rồi. Tía ơi, heo. Heo, heo, tía ơi, tía heo. Bà nhập mày hả gì? Ngày nay muốn ngày heo hay gì hết, thằng này heo, tới kia heo. Heo gì nữa? Heo nhà mình đó tía. Sao? Heo bị đập nát rồi kìa. Ai dám đập heo mình? Ông bảy cọ, ông đập banh dành mở nó trơn rồi tía. Thằng ôn dịch vật này, con heo có chọc ghẹo rồi nó đâu mà nó đập con heo hả? Rồi sao rồi? Hồi nãy con vừa gặp á, là con bắt quả tang tại trận rồi con chạy vô đây con cho tía hay liền luôn á. Thằng này gì đó tới số tao. Lộn giỡn heo sao rồi? Con heo ơi, giờ nó nát bét hết trơn rồi tía. Rồi sao mày không ca mà để cho nó đập nát con heo là sao? Con đâu có ngu con can tía, con phải bắt tại trận để con qua con mát tía á. Thằng ngu, nó đánh sao mày không can? Nó chết con heo rồi để xả khiệm hả sao? Con ngu sao con can? Với lại con nói tía nghe nè. Ôi sạc nghiệp gì mà sạc nghiệp, không nói sạc nghiệp đâu. Chết thì đi mua con khác chứ có gì đâu tía. Trời đất ơi, heo nuôi lớn cỡ đó mà đi mua, ai bán cho mày heo cỡ đó mà đi mua? Chứ không lẽ tía tính về tía dán lại tía xài hả? Ủa mày nói heo gì dán? Thì con heo đất á, ông bảy cọ ông đập lại thì phải dán lại xài chứ tía. Mà giật mày, heo đất mà nãy giờ không có heo đất mà nó đập con heo, tưởng con heo nhà. Hai thằng bay á nha, từ giờ sắp tới anh nói cho nó cẩn thận cho đàng hoàng. Thằng thì nói đỡ đẻ, thằng thì nói đập heo. Đỡ đẻ thì mày phải dùng cái từ là đỡ đẻ cho heo, còn mày nói đập là phải mày mạnh đập ống heo. Cũng công con qua con tố giác cho tía biết, tự nhiên cái tía gậy con à. Mày tố tầm bậy, mày tố quan cho người ta là mày là cái thằng có tội nặng hơn cái thằng kia, thấy không? Ôi nhưng mà thôi bỏ qua chuyện đó đi tía. Hồi nãy tía biết ông bảy cọ ông đập heo, ông lấy tiền ông làm gì không? Đập heo làm gì? Ông đập heo để ông đi chơi game bắn cá đó tía. Trời, có trong da đau quá tía ơi. Bảy cọ. Dạ. Tại sao mày già đau rồi cũng mới chơi game? Có trong da đau quá tía ơi. Đánh nữa rồi tía. Thằng tám tàng mà không cho tao hay á là mày bán cái nhà này rồi, bán cái nhà này rồi ra sân ở, thấy không? Trời ơi, tía nói vậy nó quay cho con quá à. Sổ hồng tía giữ lấy gì con bán được. Còn trả treo nữa hả? Hả? Mày đánh đi tía, đúng rồi tía. Ê mày, mày nhớ cho tám, thù này tao sẽ trả nè. Trời tía hăm dọa con kìa tía. Hồi nào tới giờ là đứa ngoan nhất trong nhà mà bây giờ nghe lời ai? Nghe lời ai xúi dục? Tao mày nghe lời ai? Ai? Thằng nào? Đâu có ai xúi dục con đâu tía. Tía, đừng nghe lời ổng nghe tía. Cái này là ông Tèo rủ ổng á tía. Suốt ngày hai người hay cái rù rì rủ rỉ hoài à. Xong rồi đi tao đẹp mất tiêu luôn á tía. Ê mày, lại là cái thằng ôn dịch cái thằng Tèo nữa. Tao mà gặp thằng Tèo ngang, tao đập cho nó què giò, thấy không? Lần này đó, cảnh cáo đó. Dạ. Tao tha cho đó nghe. Dạ, cảm ơn tía. Lần sau là chết cho tao nha. Trời ơi, vậy đó. Tía tha con rồi mà. Tha nhưng mà quýnh giặt mặt một cây. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Nhà đang có cái xe đang đi ngon lành, tự nhiên chở trứng. Đúng là không có cái xe, cũng như cục cái chân vậy. Ủa, may quá, có thằng Tèo chạy xong đó ôm kìa. Ê Tèo! Chết cha. Tèo! Tèo!
giật giật này nó làm gì ta? Gặp mình tự nhiên nó chạy như ma đủ đó vậy. À, tí chơi chơi mạnh tay dễ sợ. À, mặc hai quần không hôn bây giờ là cái đít nở hoa luôn rồi. Sao rồi? Tình hình cái đít làm sao rồi? Nát bét chưa? Ờ, mày giỏi lắm. Nhớ ha. Nhớ gì? Ai biểu ông không cho tôi đi làm chi? Cho mày đi hả? Là bây giờ cái đít mày nở hoa giống như đít tao luôn rồi đó. Trời 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 trời. Ông nghĩ tôi đơn giản vậy hả? Nếu mà ông rủ tôi đi chung á thì tôi đâu có mét tía, tía đâu có biết đâu. Alo. Tèo tèo. Mày rảnh không? Đi câu cá. Ờ. Đi câu cá chứ không phải đi bắn cá à nghe. Ờ ờ. Mai gặp. Ờ. Anh Bảy. Vậy. Ngày mai á anh với anh Tèo đi đâu vậy? Cho em đi chung với nha. Muốn đi hả? Đừng có mơ. Đi chung với mày để tao lên rừng tao chơi khỉ sướng hơn. Ờ, ông nhớ nha, ông cho tôi đi nha. Tôi mét tía đó. Hả? Mét tía hả? Ờ. Thách mày đó. Nè, nước cam nè con. Nè. Làm gì vậy? Sao tự nhiên không nói tiếng nào mặt chầm chầm đóng vậy? Con bực mình. Bực cái gì? Sao bực? Con bị người khác coi thường á. Ai coi thường con? Tại sao coi thường? Nói cô nghe, cô giải quyết được hết. Anh Bảy Cò. Bảy Cò? Nó làm gì con? Đi, đi với cô. Đi với cô lại, cô qua cô hỏi tại sao nó coi thường con. Chứ sao? Kể cho nghe nè. Hôm qua, anh hẹn con ra. Anh hẹn con ra? Ra đâu? Ra bờ đê hả? Ra ngoài ruộng? Không. Ra ổ rơm? Không. Chứ gì đâu? Đường lộ thôi hả? À. Ờ, rồi sao nữa? Có sao không? Anh hỏi con á là em thích cái gì? Rồi con thích cái gì? Anh rủ em đi ăn kem á. Em đi không? Em... Ăn kem hả? Ừ. Trời ơi, đi chứ. Em thích kem lắm á nha. Rồi đi ăn kem xong cái anh rủ đi coi phim. Chịu đi không? Thì cũng được. Dù gì đi nữa em cũng thích xem phim. Nếu em muốn đi, đi mình đi. Được rồi. Anh Bảy Cò. À, anh hỏi con nữa là thích đi xem phim không? Cái gì? Nó kêu thích đi xem phim không hả? Không có được nha. Không có được để dụ dỗ vô mấy cái chỗ đó nha. Cái chỗ đó là cái chỗ đèn đuốc tắt đen thui như mực. Tớ hù à. Chỉ có những cái cặp đôi ở trong đó không có được vô, không được nghe lời nghe chưa? Không phải. Chứ sao? Anh rủ con. Ừ. Rồi xong cái anh nói điên mình đi. Ừ. Anh đi về. Trời ơi, sao nó vô duyên dữ vậy ta? Bình thường á, cô thấy nó cũng không có duyên lắm. Mà tại sao bữa nay vô duyên nặng dữ vậy? Hay là có khi nào đó cái tuổi đó nó chưa có vợ, tự nhiên nó bị khùng khùng không ta? Thì đó. Ờ. Con cũng đâu thích ảnh đâu. Ừ. Con cảm thấy con bị tổn thương. Cô coi coi ý của ảnh như sao. Theo như cô nghĩ, kinh nghiệm đầy mình của cô á, có lẽ nó thích con. Nó thích con, nó muốn tiếp cận với con, cho nên mới chọc ghẹo con vậy đó mà. Con cũng nghĩ như vậy á. Ừ. Bởi vậy con về nhà con thắp mấy cây nhang con giái liền. Ôi, mày muốn lấy nó hả? Muốn hai đứa hợp đôi hả? Không. Chứ sao? Con giái á là ảnh yêu ai bị người ta bỏ. Trời đất ơi, rủ ai đi đâu chơi á cũng bị người ta từ chối hết. Không nhận á, nhìn mặt cũng xinh xắn dễ thương hiền lành, sao bụng con ác dữ vậy con? Cỡ tuổi đó chưa có vợ mà mày còn trù cho nó bỏ, bị bỏ hết là nghĩ sao?
ai biểu anh chơi xỏ con chi. Có thù á mà không trả sao ăn ngon ngủ ngon được cô? Cũng phải ha. Bà Hồng, lấy ly phê coi. Ai uống? Tôi uống chứ ai uống trời. Có đem tiền không? Bà, không lẽ tôi thiếu bà hoài. Ngồi đi mày, tao lấy liền. Đánh tiểu, ngồi chơi, ngồi chơi. Ủa, sao nay đi uống nước một mình vậy? Thì đi một mình, thì uống một mình. Ờ, cũng đúng ha. Ê, em khoái ăn cá viên chiên không? Khoái. Ê, vậy chiều nay đi với anh Tèo ra ngoài quán đầu đường mới mở ha, ăn cá viên chiên đi. Ừ. À, mà không. Sao vậy? Lật kèo lẽ mới hư ăn giờ hư không? Anh học chiêu của anh phải cò đúng không? À. Chiêu gì? Làm sao vậy? Ờ à, thì Hân này á dễ thương duyên dáng, không có dễ bị dụ đâu á. Sao? Chơi mấy chiêu đó với tôi chù cho ế vợ. À. Ê, đừng chạm tự ái nghe. Ngủ đi ăn cái viên chiên không đi thôi. Chiều nay anh ngủ hai nhái đi ăn. Ờ, rủ ai thì rủ đi. Chiều nay tôi cũng đi ăn cái viên, nhưng mà tôi đi một mình. Kệ em, không thèm ngồi với em nữa, anh qua bên kia ngồi. À, ly phê lẹ đi. Trời chốt mày, tôi rủ cô Diễm Hồng đi. Chị mua về dùng thử đi chị, cái này rất tiện lợi, sạch sẽ và hiện đại nữa. Chị mua về dùng thử đi. Cái này hiện đại lắm. Nhìn nó giống cái bếp ga kìa ha. Ừ. Cái này là bếp điện từ chị ơi. Bếp điện từ hả? Dạ. Là xài bằng điện á hả? Dạ đúng rồi. Chị chỉ cần á ghim điện vô là xài thôi. Nhưng mà có giật không? Dạ không nha chị. Đảm bảo an toàn và hiện đại nữa. Hiện đại hả? Dạ đúng rồi. Ôi anh ơi, tôi nghe mấy cái hiện đại tôi sợ lắm. Là sao chị? Ý là hao điện á, ba cái quỷ cái yêu này tốn điện dữ lắm. Cái này á, có chế độ tiết kiệm điện rất là hay. Tiết kiệm điện hả? Ừ. Nhưng mà xài có bền không? Cái này xài rất bền nha chị. Em bảo hành cho chị 2 năm luôn. 2 năm? Dạ đúng rồi. Màn đét thôi. Cái ông lò nhà tôi xài cả chục năm trời. Cái này có 2 năm hả? Ồ, nhưng mà ông lò của nhà chị á, mỗi lần nấu á, là phải nhúm lửa, rất là bất tiện phải không chị? Nhưng mà xài lâu rồi thấy cũng bình thường. Cái này á, chị chỉ cần bấm nút là xong à. Bấm nút này là xong hả? Dạ đúng rồi. Ngộ quá ha. Ở thành phố bây giờ á, người ta xài cái này không à chị ơi. Thiệt không? Dạ. Em có dám nói láo đâu, nói láo là không có răng ăn cháo luôn á. Nhưng mà trong đây có chế độ nấu cháo không? À, dạ đây. Đâu? Đây, đây có chế độ nấu cháo nè chị. Ờ, hay dữ ta. Biết sao không? Để tôi nấu cháo thằng con trai của tôi. Dạ. Để tôi suy nghĩ thử coi. Suy nghĩ gì nữa? Chị mua về dùng thử đi. Ở bên công ty của tôi á, đang có chương trình khuyến mãi. Khuyến mãi? Đúng rồi. Khuyến mãi gì? Mua một cái bếp điện từ sẽ tặng ngay một cái hộp quẹt ga. Màn đét ơi, khuyến mãi cái gì mà trất quốc vậy? Để cho mỗi khi á, cái bếp điện từ của chị bị hư á, chị dùng cái hộp quẹt ga chị nhúm lửa lại cái lò 10 năm của chị. Ờ thì thấy cũng ham thiệt đó. Nhưng mà hả, để tôi coi tí má của tôi sao chứ. Lỡ mua về ông bà không chịu mệt lắm. Ông bà lớn tuổi rồi, có theo kịp thời đại đâu. Chị còn trẻ, chị phải là người tiêu dùng thông thái nhất. Đúng. Không lẽ con hai nhái này suốt đời quê mùa giống tư ếch. Tôi quyết định rồi, tôi lấy cái này. Dạ dạ, để em sẽ ghi hóa đơn cho chị liền. Ừ. Sao mà thời buổi gì mà khó khăn quá, bán buôn ế ẩm quá, không ai ghé mua giùm cho con cái hết trơn á. Có không? Ủa? Cô bán cho con ly trà đường đi. Ai uống vậy? Dạ tí con. Sao tí này uống trà đường? Dạ, dạo này tí con nóng trong người á, nên nghỉ uống cà phê mấy hôm mà. Ủa, sao nay cô để mấy nãy đây? Của nhỏ em nó bán ngoài chợ. Mà nó ế quá, cô đem gì bán phụ mà. Đúng rồi, ế là phải rồi. Giờ ai xài ba bếp lò nữa, ta xài bếp tự hết rồi cô ơi.
Cô nhớ nhà con cũng xài bếp lò này phải không? Mua giùm cô đi, cô giảm giá cho. Thôi, hết rồi, nhà con không xài mấy này nữa. Nhà con xài bếp từ rồi, mới mua nè. Xài đó xong rồi mới thấy ba bếp lò bất tiện thêm một. Ô, có không? Tự nhiên cái cọc à. Người ta có sao ta nói vậy. Nhiêu gì cô Hồng? 10 ngàn. Bữa nhớ bán có 8 ngàn. Bên đây lên giá rồi. Đem về đi. Đúng là có trăng quên đèn, có mới nới cũ. Tao á trù cho ba cái bếp mới bây giờ hả, nó mát, nó tưng, nó giật á hả, rồi nó hư á, lại đến tìm tao, tao bán giá trên trời á. Trời ơi, cái thời buổi bây giờ mà ai xài ba cái bếp này nữa không biết nữa. Cô chủ ơi. Ơi. Ủa, cậu uống gì? À, cho con ly cà phê đá đi. Ủa, cái gì vậy? Đây là bếp điện tử. À, con là nhân viên tiếp thị. Cô mua dùng thử đi. Cái này rất tiện lợi, sạch sẽ và hiện đại nữa. Bây giờ đâu có ai xài mấy cái lò này nữa đâu cô. Đi về đi, đi liền, đi. À, sao vậy cô? Không có bán gì hết, dẹp. Con chưa uống nước đừng mà. Đừng có để tôi thấy mặt nghe chưa, đi về đi. Trời ơi, bữa nay là cái ngày gì vậy trời? Tôi nhớ sáng giờ tôi đốt phong long rồi mà. Trời ơi, con nhai đâu? Nhai. Dạ. Trời đất ơi. Tự nhiên cái bếp nấu cơm của tao mà đem để ngoài trời mưa trời gió là sao? Hả? À, dạ. Con mới mua bếp điện tử, con để ngoài. Trời đất ơi, cái bếp nhà này là xài 10 năm rồi, tự nhiên mà nó còn tốt thì mày xài mày đem dục làm sao? Không đâu có dục đâu, con để ngoài thôi à. Rồi lấy gì xài? Mới mua bếp điện tử. Trời ơi, bếp nó tiện, quá trời tiện luôn. Trời đất ơi, cái bếp này người ta nấu cơm kho cá rồi nó ngon gần chết. Đi đổi cái bếp khác là sao? Ủa, nấu cơm kho cá thì ngon cách người ta nêm nếm. Chứ ai nói với tía là bếp này nấu ngon. Không, tao không cần biết. Bây giờ mày đem cái bếp kia mày trả. Mày đem cái bếp vô rồi trong đó cho tao. Lại lên. Bếp mới mua sao tía? Trả lên người đó. Không có trả được. Ủa sao trả được? Mua là sao trả? Siêu thị người ta mua hư hao người ta đổi được hết, trả được hết. Nhưng mà con không có mua ở siêu thị. Trời đất ơi, mua đâu? Mua mấy chỗ nhỏ lẻ thế. Rồi, mày mua nhầm cái chỗ mà hàng dở mà hàng giả rồi, trả không được cái gì. Không, chỗ này mua xịn lắm. Người ta bảo hành tôi 2 năm. 2 năm? Cái kiểu này chắc 6 tháng quá. Không, 2 năm. 6 tháng là sang tháo đó. Thôi, rồi, đem cái bếp vô trong cái tao. Thôi. Nhưng mà hôm qua tía ăn cơm ngon không? Ờ, được. Đó, hôm qua nấu bếp đó đó. Bếp đó hả? Hả? Hèn chi tao thấy cái hơi kỳ kỳ. Chở mặt nhanh dữ trời. Không còn nói nhiều. Bây giờ ha, một là mày đem trả cái bếp kia. Đem cái bếp này vô trọng cho tao nấu cơm. Hai là sau này tự ai nấu nấy ăn. Tao giữ cái bếp này, tao nấu, tao ăn. Ok. Tía. Tía. Trời ơi, thời buổi giờ cái bếp lò xấu quắc vậy, ai mà mua. Cái gì vậy? Gì mặt buồn so à? Tao, nhà mày xài bếp gì vậy? Sao? Bởi sớm này có tôi với bà bạn nhiều chuyện với nhau mà bà không biết quan tâm tôi gì hết trơn. Tôi chạy xe ôm vòng vòng ngoài đường tối ngày ăn cơm bụi không có bao giờ nấu nướng gì đâu, xài bếp bởi. Chán ghê vậy nha. Sao? Dạo này quán tao đã ế rồi, tao bán buôn thêm này ế quá trời, không ai mua hết trơn á. Cười mà quá, chừng nào bếp đã hư người ta mua bếp mới chứ ở đâu than thở vậy. Mày biết rồi á, mấy cái bếp này á, nó rất là bền. Nó xài 3-4 năm á, nhiều khi cả 10 năm chưa hư nữa đó. Ê, 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 giờ bà muốn người ta mua bếp của bà nhiều không? Vậy thì bây giờ bà nghĩ cách làm sao á, cho mấy cái bếp này nè,
nó mau hư đi. Xài cỡ nửa năm, năm, hai năm gì đó là nó hư, ta mua bếp mới của bà. Khùng quá. Người ta dân ở mình ở đây á, người ta dân quê, người ta nghèo, mua cái bếp á, người vậy mà người ta còn không có tiền ta mua. Mày đi hả, mày đi mua làm ba cái bếp mà xài mau hư rồi người ta lo ta đi kiếm đồ xịn ta xài sao? À, cũng đúng ha. Chứ tôi đồ giỡn là tôi không có mua đó. Mà bà ơi, thời buổi giờ tân tiến rồi ai đâu xài mấy bếp này nữa. Tôi thấy mấy nay ngoài chợ người ta bán bếp từ gì đó, bà con bu vô coi đông lắm à. Tao thấy rồi. Hôm bữa nó vô đây nè, nó tiếp thị cho tao chứ. Ha, tao tức quá, tao đuổi ra đường luôn, tao không bán cà phê mà tao còn đuổi đi một trận luôn á. Trời ơi. Gì đó. Bà sao kỳ vậy, người ta vô người ta bán bếp mà bà chửi người ta. Chưa đâu nha. Tao mà còn gặp ngoài đường một lần nữa tao còn chửi nữa chứ đừng nói. Ừ, vậy là thôi đâu. Ôi bà ơi. Bà kỳ quá. Thì người ta cũng kiếm cơm ăn thôi chứ gì đâu mà đuổi người ta. Nhưng mà ba cái đồ hiện đại đó bán ở đâu trên thành phố đi. Ở đây là dân quê người ta xài cái gì bình dị chất phát nó quen rồi. Tự nhiên càng la xuống đây hả, dụ người ta mua. Bà sao ngộ quá. Không lẽ không cho cuộc đời bà con mình tân tiến xài đồ xịn hơn chút. Thì bây giờ tôi nói bà nghe, trăm người bán, vạn người mua. Bà chửi thằng này thì mơi mốt có thằng khác tới bán nữa mà bà chửi hết không? Tao không biết. Tao tức là tao chửi à. Vậy bà, đi. Bà không được như vậy. Bà phải học hỏi người ta. Cái người ta tiếp thị đồ ra ngoài chợ rau sùm, bà cũng phải học cách tiếp thị đồ này kia cho người ta biết tới bếp của bà. Sao mày biết tao không tiếp thị? Quán tao nó ế, tao phải đi từ sáng đến chiều tối ngoài chợ. Có tiếp thị luôn hả? Trời ơi, mày biết tao rao từ đầu trên xóm dưới, hang cùng ngõ hẻ nào người ta cũng nghe. Nghe như vậy mà không ai mua tao mới tức chứ. Đó đó. Bà biết sao bà rao mà tao không mua không? Tại cái miệng của bà đó. Trời ơi, bà nói chuyện tôi nhức đầu gần chết rồi, bà còn đi rao nguyên ngày nữa ai mà mua. Bà phải học hỏi. Bây giờ bà về lấy điện thoại lên trên mạng á, đọc mấy cái thông tin, thông báo, tin tức, báo đài rồi này kia. Mấy cái mà công nghệ 4.0 rồi đó. Thì 4 giờ phải tiếp thị kiểu đó người ta mới mua. 4.0 là cái gì? Là sao mày nói tao rõ nghe coi. Giải thích ngang hông bà cũng không hiểu nổi đâu. Mà bà yên tâm đi. Giờ bà để mấy cái bếp này, tôi sẽ có cách giúp bà. Ok không? Rồi rồi, đổi kiểu. Đổi kiểu. Rồi. Không chưa mày. Chưa, đợi. Lâu vậy? Rồi, bây giờ đợi tôi đăng mấy tấm hình lên trên mạng xã hội là chiến dịch giải cứu ông lò thành công bắt đầu. Dạ, tao đi chợ cái nha. Ủa, sao giờ này chưa rồi bà đi chợ sao nó ăn kịp? Sao không kịp? Trời ơi, mày biết không, tao xài cái bếp từ á, nó xài nhanh ơi là nhanh, nó nóng nhanh lắm mà ngon nữa. Cái gì? Cái gì là cái gì? Nãy bà nói bà xài bếp từ. Đúng rồi, trời ơi, mày biết không, cái bếp từ á xài đã nha, tao nhỏ em mua giùm cái bếp từ về xài, công nhân xài nhanh lắm luôn á, đã là đã luôn. Đã gì? Nghĩ làm sao sáng giờ bà nhờ tôi suy nghĩ đầu óc, dắt óc ra để mà kiếm cách giải cứu ông lò cho bà. Rồi cuối cùng bà cũng xài cái bếp từ của người ta chứ không có xài bếp lò của bà. Nãy giờ tôi chụp hình muốn hết pin điện thoại luôn nè. Cự khỉ. Công nhận mặt mày ngu thiệt cái nha. Trời đất ơi, cái ý của tao á là tao phải mua cái bếp đó để tao xài, để tao coi khuyết điểm của nó, rồi mới thấy được cái ưu điểm của bếp của mình, rồi tao mới nói được với người ta. Mày không có hiểu gì trơn trội rồi lam sùm à. Tức là bà xài cái bà so sánh hai cái bếp, cái bà giới thiệu với người ta. Thấy ta. Đúng rồi. Ôi, bởi vì đúng là gừng càng già càng cay bà ơi. Hay quá. Tía, không những nồi nấu nhanh ghê thế, mới nấu cháo với thằng cu mà giờ chín rồi. Nhanh chưa chắc ngon đâu. Ngon thế. Coi chừng nó chín hổn đó. Nấu cháo mà phải lửa riêu riêu vậy nó mới nhừ, nó mới ngon. Trời ơi. Ủa, bà Tía nhất quyết là nấu ăn mình vậy luôn á hả? Tía mày, quân tử chứ ngon, nói là làm. Nấu ăn riêng hết. Sao mà Tía cổ hủ à? Nấu nào tiện thôi chứ. Ai đó cổ hủ? Tía chứ ai. Má còn hiểu mà sao Tía không hiểu gì vậy? Thôi, mày lo mày nấu cơm cho má con mày ăn đi.
nhiều chuyện quá. Chi cực chứ tía. Tôi hết cực vậy đó. Ừ. Sao mà tía nấu sớm vậy? Trưa mới ăn mà. Để nấu giờ này nè đó. Bây giờ cái than chín lát nữa rồi nó riêu ăn cá nó sắc xuống mới ngon. Đó. Nhìn cho coi. Ủa tía nấu chè hả tía? Nãy giờ thấy tía bỏ 8 muỗng rồi đó. 8 muỗng rồi 8 muỗng. Tao thích ăn ngọt được không? Nè bỏ thêm muỗng nè. 9 muỗng rồi đó. Đó 9 muỗng rồi. Tôi thích ăn ngọt. Nấu cơm đi. Lo là mấy con mẹ ăn đi. Trời. Tía lo gì con? Nấu xíu chín. Bếp điện tử lo gì? Tía lo bếp lửa thôi kìa. Mày lo mày đi. Sao ngọt gì vậy trời? Tôi đang nêm mà con nhỏ nhái này nó nói làm tôi tự ái, tôi bỏ cái đống vô rồi thiệt. À, cái gì vậy nhai gì vậy? Chết rồi tía ơi, tự nhiên cúp điện rồi. Cúp điện mà làm như nhà cháy vậy. Giờ sao? Đang nấu ăn tự nhiên cúp điện. Nấu ăn? Ừ. Cúp điện? Ừ. Bên điện từ phải không? Ừ. Thời điện đúng không? Cá ngon quá con. Để tôi ăn với cá ngon. Bên điện từ cúp điện nhìn nát. Thời cá ngon thiệt. Tía. Ừ. Cho con muỗng bếp lò xíu. Xíu. Bếp lò. Nấu mình xong rồi còn xíu nữa. Một xíu à? Không. Tía, cho con mượn xíu thôi, nấu ăn xong rồi. Không là không. Tía, chút xíu, xíu xíu. Đó, cho con thấy được cái sự hiện đại của con nó bất tiện như thế nào, thấy không? Nè, không có gì mà hoàn thiện hết á. Cái gì nó cũng có lợi và có cái hại, thấy không? Đừng có bao giờ dội cái mà có cái mới, cái nới, cái cũ, có trăng, cái quên đèn, thấy không? Tía, con biết lỗi rồi, sao con mới vậy nữa? Không biết lỗi gì đó. Nói tóm lại một câu ngắn gọn. Ra ngoài ăn cơm tiệm rồi, xong. Tiêm vô mượn thiệt á hả? Không. Thôi tía cho con mượn. Không, không. Đi đi, ra ngoài ăn cơm tiệm đi. Đi. Không cho mượn thiệt luôn á hả? Không. Cá ngon mà con. Cá kho cá lò ngon. Cá. Cá gì mà ngon lực. Trời ơi trời. Cái này ném như cá rô nấu chè luôn. Cái khó gì. Trời ơi công nhận. Mình bán quán nước thì ế. Mà nhờ cái này lấy lại đỡ quá trời quá đất ơi trời. Cảm ơn lò, cảm ơn lò. Ủa đi đâu vậy con? Ngồi ngồi. Trời. Sáng đem tiền sớm ha. Tiền nhỡ hả? Bán mấy cái bếp lò. Nhờ mày mà cái chiến dịch gì á, giải cứu ông lò thành công á, tao mới bán được á mày con kìa. Bán thành cách luôn. Cái gì bán hết luôn rồi hả? Ừ. Trời ơi. Chúc mừng bà kìa. Ừ. Uống cái gì tao đãi? Đãi hả? Ừ. À, cho ly phi sữa. Ừ, được á. Đập thêm 4 cái trứng hột gà vô. Công nhận biết tranh thủ cơ hội dễ sợ nha. Không sao. Tao đang vui, cái gì cũng được á. Ok ok. Có Hồng ơi, có Hồng. Có Hồng ơi. Gì vậy nhái làm gì mà chạy dữ vậy? Mấy cái lò đâu hết rồi cô? Bán hết rồi. Thôi chết rồi. Cái gì vậy? Tự nhiên con đang nấu đồ ăn á. Ờ. Cái cúp điện. Chết cha. Trời trời trời. Vậy là cái bếp hiện đại nó hỏng có làm gì được nữa hết hả? Hết công dụng rồi hả? Dạ. À, chưa buồn với con hen. Giờ sao cô Hồng? Giờ sao? Anh Tèo giờ sao? Anh có bán bếp lò đâu biết. Ôi trời ơi dễ mà. Không hiểu hả? Ui sao mày hả? Trẻ mà không thông minh vậy trơn á. Bây giờ nè, dạ. Con đi nha, cô chỉ nha. Dạ. Con đi thẳng ra khỏi nhà cô. Con quẹo qua phải. Quẹo phải. Dạ. Con đi khoảng 100 thước. Cái con đi thẳng khoảng chừng 20 bước chân. Cái con quẹo qua bên trái. Cái con thấy một cái cầu. À, cái cầu ở cái rạch nhà mình đó nhớ không? Cái rạch cái xóm mình đó. Dạ nhớ, cái con, dạ nhớ. Đồng cái con quẹo bên phải lần nữa. Cái con đếm khoảng chừng 32 bước chân. Ha, 32 bước, nhớ đếm cho đúng nha. Là con thấy liền. Thấy gì? Ừ, tôi quăng ăn, vô ăn. Cái gì vậy? Mày tới đó mày ăn cho lẹ lên, khỏi cần phải nấu. Nãy giờ cô Hồng chỉ, tưởng đâu cô Hồng chỉ có đi mua bếp lò. Trời ơi, đi mất cơm. Thì vô ăn cho lẹ khỏi nấu. Trời đất ơi, đi lẹ đi. Ờ, vậy ha. Gì đâu vậy? Đi ra tiệm mua đồ ăn chứ sao. Ờ, đi đi.
bà này bà đi chợ gì mà giữa thần thiên địa gì không biết. Kiểu này là ghé đâu nhiều chuyện rồi nè. Ai đâu mà đi chợ mà đi tới giờ này mà chưa thấy về. Bực bội thiệt chứ. Đi đâu mà đi tới giờ này mà chưa về. Ủa sao về sớm vậy, không để chiều quá về? Tính đi đâu mà nhìn ngó ngon làm vậy? Đưa tôi chịu nhanh lên. Làm gì đưa nhiều vậy? Thì biểu đưa chịu thì đưa chịu đi, còn hỏi cái gì nữa? Nhưng mà ông làm gì mà tới chịu bà? Bạn của Tư ếch được khai trương quán, rồi đi qua bên đó nhậu với người ta. Khai trương gì mà nhiều dữ vậy? Thì bà cứ đưa đây, tôi đem theo phòng hờ trong người. Bữa nhậu nhiêu đó, tôi lấy quá đơn về tôi quyết toán cho bà. Có nhiêu đó cằn nhằn hoài à. Cằn nhằn gì? Thì ông đi đâu tôi cũng phải hỏi cho rõ ràng chứ. Chờ tôi chút. Mấy bà này ngộ thiệt nghe. Lúc đưa tiền á vui vẻ, lấy nhanh lắm đem đi cất liền, cười hí hửng. Bây giờ cần á, xin lỗi cái cằn nhằn cử nhữ. Mệt mấy bà quá, mới mốt đừng hòng. Trời đất ơi, cái này đi. Hẹn từ nãy giờ mà vẫn chưa tới ta, lâu dữ vậy trời. Tới rồi nè, mày làm nhảm cái gì? Trời nãy, hẹn hồi nãy vợ vợ mới tới nãy. Chờ vợ tao đi chợ về. Vợ anh đi chợ về có liên quan chuyện này cái gì? Kêu bà đưa tiền, mấy có tiền đi chứ. Không có bà sao tao có tiền đi? Trời đất, hồi nào giờ anh không có tiền túi hả? Nào giờ tao làm như tao đưa bà cất hết trơn à, tao đâu giữ làm gì? Cái này là em góp ý thiệt, cái này anh hai gì là thay quá dở. Mình đàn ông mà phải có chút quỷ đen trong người. Đang có cái gì đó là mình có chuyện mình xài. Giống như chuyện này nè, không lại đi kêu bà đưa. Thì đó, lần này tao mới rút kinh nghiệm nè. Mai mốt tao ém lại. Bốn lần xin tiền bà căng nhằn, mệt quá. Thì đúng rồi, rồi giờ có tiền rồi đúng không? Nhóc. Ngon lành, đi. Không làm gì? Có làm gì đâu. Có mấy cái bà ở nhà bà hấp dưới có chỗ này tôi thấy bà để bình rồi tùm lum tôi sắp xếp lại. Nghe tôi thấy ông lạ đó nha. Ủa gì lạ? Làm gì mà cứ lén lén lút lút vậy? Bộ có chuyện gì giấu tôi hả? Ủa giấu gì? Tôi giấu gì? Nhà này ai là chủ? Thì ông là chủ chứ ai? Thì tôi là chủ. Tôi đương nhiên là cái chuyện giấu là làm theo tôi giấu được. Chỉ có bà giấu tôi không giấu thôi à. Đúng không? Thì không giấu gì thôi. Đi đâu hả? Làm gì? Đi thăm ruộng. Đi đi. Làm gì tôi hết? Bữa hổm mày kêu tao qua đây để bàn cái vụ mà lên phương án giấu tiền vợ là quỷ đen đó. Cái chuyện đó, chuyện đó gì ợt mà anh thấy. Đâu sao mà chỉ tao coi. Em đi dụ nha, mỗi lần mà anh hai lấy tiền đi công chuyện ha, bán heo nè, bán trái cây hay là bán lúa gì đó, anh hai giếm lận mớ. Được không mày? Được sao không được anh? Bà biết thì sao, ví dụ bây giờ bán heo 100kg. Anh nói con heo anh bán được có 85kg hay 80kg thôi, được hơn con là anh giấu. Vợ tao bất kỹ tính lắm. Trên này anh làm đi, bà có biết đâu. Bán heo là do anh bán, mà bà đâu có bán đâu mà biết. Vậy tao thực hiện nó mới được. Ủa, anh hai. Anh hai mới tới chơi hả? Tới nãy giờ tiếp. Dạ, anh hai qua đây có chuyện gì không anh hai? Gặp Tứ ếch để bàn ba cái vụ quỷ. Ủa, quỷ? Quỷ ma. Trời ơi, thím ơi, cái xóm này giờ ma quỷ nó lộng hành dữ lắm. Nó đi nửa đêm, nửa hôm, nó sơn móng tay, móng chân, môi, đỏ chót à. Tụi bàn Dương Tư ếch á, làm sao tôi Dương Tư ếch phải diệt trừ quỷ ma xóm này. Bàn xong rồi, tôi về thím ơi. Dạ, anh hai về. Về chú Tư ơi. Dạ, anh hai về. Chuyến này nghe, tiêu diệt nha. Dạ, tiêu diệt. Tiêu diệt quỷ nha. Dạ. Thăm ruộng gì về sớm vậy? Vừa thì ra thăm ruộng xong rồi về chứ có gì đâu mà sớm với trễ. Thì nấu cơm nước đi, tôi đói bụng rồi nè. Đi. Nấu cơm đi. Nè. Làm gì gấp gáp dữ vậy?
đem cái giỏ xuống bếp giùm tôi một cái nha. Trời ơi, bà ở đâu hả? Tôi chạy ra vườn trái cây cho nó kịp. Đó. Bữa nay ở nhà đi, để tôi ra vườn trái cây tôi bán giùm cho. Không, bữa nay bán chứ không có mận. Thì bán, tôi biết bán rồi, tôi ra ngoài tôi bán cho. Bữa nay bà ở nhà bà lo cơm nước bữa đi, chứ tôi thấy bà mệt chứ lắm rồi đó. Sao tự nhiên nay thương tôi ngang không vậy? Trời đất ơi, tôi thương bà mấy chục năm nay, không thương bà sao tôi ở với bà? Sanh ra bảy cò tám tàn sáu nhú hả? Ông nãy này sao? Hồi đó tới giờ ông đâu có quen cái chuyện buôn bán gì đâu. Ông chỉ mần không à. Bữa nay bán thì tôi ra ngoài đó. Với lại tôi muốn người ta ra ngoài đó hết trơn rồi. Rồi có thằng Bãi nơi ngoài á, giờ tôi ra là được. Trời ơi, có thằng Bãi còn ngoài đó, tôi ra ngoài tôi phụ với nó. Làm thì nó khó chứ còn ba vụ bán này nó dễ ợt à. Bà ở nhà đi, còn không tôi đi chơi à. Hả? Ở nhà chơi gì? Chờ tôi một chút. Ừ. Bà nó ngộ không? Mấy bà này mà không đi chơi sợ lắm. Nè nè nè, cầm cái này theo ha. Rồi cái ra ngoài đó người ta bán bao cân bao nhiêu ký ghi hết vô đây mới tính tiền được. Biết rồi, cái chuyện đó dĩ nhiên rồi, thì cân bao nhiêu ký thì ghi vô rồi cộng ra tiền. Có gì đâu mà làm gì, trời đất ơi, mệt mà quá. Sao hôm nay lâu dữ vậy kìa? Mấy kỳ bán là giờ này đã về tới nhà rồi mà sao giờ này trễ quá rồi mà không thấy đâu hết trơn hết trọi. Chắc là năm nay chắc được mùa đây nè, cho nên bán giờ này chưa về chứ gì. Vậy là hôm nay tiền nhiều à nghe. Vụ này được à. Nhiều tiền á mình sẽ gửi vô ngân hàng lại. Vừa rồi á mình rút tiền cho thằng Bãi nó làm ăn, giờ á tiền ngân hàng thiếu hụt quá rồi, phải gửi trở vô lại thôi. Ơi. Ông về hả? Bà viết thì giống tám tàn lắm nha, ngồi một mình cũng nói chuyện được hay thiệt chứ. Đi ngoài nghe bà lẩm nhẩm trong này tưởng đâu có ai. Uống nước đi ông. Mày tiền đâu rồi? Trời ơi, chưa nuốt được miếng nước hỏi tiền đâu rồi. Bà chờ chút rồi sao vậy, dữ vậy? Bà làm gì riết rồi bà coi tiền còn hơn tôi nữa. Mới về mệt muốn chết, bưng ly nước chưa kịp nuốt vô nữa, tiền đâu rồi? Bán về phải hỏi tiền đâu chứ giờ tôi hỏi gì? Từ từ người ta đưa cho chứ cái gì nó đâu còn đó nè. Không mất mát bà đồng nào đâu. Đó. Mất đồng nào. Ủa bì á? Ủa sao có nhiêu à? Ông tính lộn không? Rồi thằng Bãi còn nó có tính phụ ông không? Lộn sao được lộn? Có nhiêu tôi đưa nhiêu chứ sao mà lộn được? Rồi ông trả tiền công hết nhiêu? Tiền công bà trả bà biết chứ sao tôi biết mà tôi trả? Vậy sao có nhiêu đây ta? Rồi thằng Bãi còn đâu? Rồi giờ nó qua nhà mà ba bắp á, nó phụ như bệnh á, chút về tới giờ chứ gì đâu. Sao trưa ông chịu về ăn cơm mà đi luôn qua đó vậy? Thì quá bệnh làm thì ta lo cơm, lo nước cho nó ăn, cho ta bỏ đói nó đâu bà sợ. Ủa sáng 8 đâu? Trời ơi, sáng ra đó rồi ăn chè, ăn cháo gì ngoài chợ đó, rồi kêu no, không ăn, rồi đi chơi hết rồi. Mấy đứa này thiệt tình chứ. Cơm ở nhà không ăn, đi ra ngoài chợ ăn bắt cái tầm 7, tầm 3 chứ nó tốn tiền, tốn của. Tiền bạc bây giờ làm nó khó lắm chứ đâu có phải dễ đâu. Ta phải tiết kiệm từng đồng, từng cắt. Chưa thấy gì. Sao có nhiêu rồi ta? Nhiêu là bao nhiêu thì bao nhiêu, có nhiêu thì bao nhiêu đó thôi chứ sao? Sao kỳ dữ vậy ta? Bây giờ năm nay nè, bà bán năm nay nè, nó sụt hơn năm ngoái cỡ bao nhiêu? Nó hụt cũng
2-3 triệu gì lận á. Chà, tưởng nhiều. Có 2 triệu. Trồng cây thì nó năm này năm khác chứ, mùa trúng mùa thất chứ đâu phải điều băng vậy đâu. Có người ta còn thất thường được nói chứ cây trái. Tại sao năm nay nè, nhà nào ai cũng được mùa hết, tại sao có mình ơn nhà mình thất là sao? Thì năm nay mình chăm không tốt ta. Kiểu này chắc bái cò về phải dặn nó mới được nè. Trời ơi, có 2 triệu đồng bạc. Thực giờ tôi có rồi tôi bù vô cho bà cho nó khỏi nhức óc. Mệt quá. Ủa, sao nhang cháy mà bóng đèn nó không cháy vậy ta? Ông ơi, có ngoài đó không ông ơi? Vô phụ sửa tôi này cái. Rồi đi đâu mất tiêu rồi. Kiểu này chắc làm phải mừng mình ên rồi. Cúng mà bóng đèn nó không cháy là không linh nè. Giờ sửa làm sao đây ta? Ủa, sao đây nè chứ? Ủa? Tiền đứa nào bỏ đây hả? Hết chuyện rồi nha. Trời đất ơi, tiền nhét đây trời. Nè, thằng Tám Tàn con Sáu Nhú rồi đây. Mà Tám Tàn với con Sáu Nhú thì nó cất tiền đây làm gì? Hai đứa đó có khi nào nó tới bàn thờ ông Địa đâu, nó có thắp nhang đâu. Mà tiền nó lên Sài Gòn nó đi làm nó tự xài. Cái mắc mối gì mà nó lại để đây? Vậy là không phải hai đứa nó, loại trừ hai người. Còn ổng với thằng Bảy Cò. Mà thằng Bảy Cò á, thì nếu nó cất tiền thì nó cất trong phòng của nó. Có bao giờ mình vô phòng nó mình kiểm tra gì đâu mà nó lại giấu ở đây làm chi? Hay là ổng? Bậy. Ổng hồi nào tới giờ ổng có giấu vậy đâu. Mình nghi vậy quan tội nghiệp ổng. Nhưng mà có khi nào ổng đổi tính đổi nết không ta? Hai triệu à. Toàn ngang toàn. Ủa, sao cái tờ giấy chỗ này ai xé vậy kìa? Ủa sao kỳ vậy? Cái tờ này mình ghi nè, tờ này ổng ghi nè. Ủa sao tự nhiên bị xé cái tờ chính giữa là sao ta? À, chị Bảy hả? Chị Hai hả? Còn cái cây Bảy không chị? Còn. Nhưng mà đợi 2-3 bữa nó đi. Nó mới hường hường à, chưa chín. À vậy mai mốt nhớ để cho tôi nghe. Ờ, hồi nào tới giờ tôi bán cho chị không chứ bán cho ai đâu. Yên tâm ha. Rồi rồi, mai bắt tôi qua. Ờ, mà chị Bảy à, hỏi này cái. Hôm bữa ông nhà tôi cân trái cây cho chị á, chị giao cho ổng nhiêu? Thì bữa tôi cân cho anh 257 kg. Sao vậy? Dạ không. Không có gì chị. Dạ. Dạ bữa nữa cân ha. Không có gì, tôi chắc mấy em. Anh có cái cây chín rồi.
Dạ. Ông mới gì vậy hả? Ngồi xuống tôi nói chuyện ông chút nữa. Giờ này cơm nước gì chưa mà ngồi tính sổ giống y như bà địa chủ à. Ngồi đây tôi nói chuyện chút rồi hả vô. Chuyện gì nữa? Chuyện gì? Ông gì? Bộ hồi nào tới giờ tôi đối xử tệ với ông lắm hả? Bà bữa nay sao vậy? Thì ông cứ trả lời tôi đi cái đã. Tôi thấy cũng bình thường. Ông biết này là cái gì không? Bóng đèn chứ gì? Bóng đèn này ở đâu ta? Thần thợ địa phải không? Biết nó là thần thợ địa hả? Ờ, bằng thợ ông đĩa. Bà làm gì bà lấy ra đây chi? À, tôi chuẩn bị đồ ăn cúng ông đĩa. Thằng Giang giái đặng mùa sau nó trúng mùa. Chứ năm nay sao mà nó thất mùa, nó hao hụt của tôi quá. Cho nên tôi mới để đồ lên cúng rồi bật cái đèn mà nó không cháy. Nên tôi mới đi thay cái bóng đèn. Tôi lủi hủi sửa làm sao á, rồi cái tự nhiên cái tôi thấy có 2 triệu chứ nhiêu. Chị bả gọi điện cho tôi á, ông biết chị bả nói gì không? Nói gì? Chị đưa ông 10 triệu lận rồi ông về ông đưa tôi nhiêu? Tôi đưa bà 8 triệu. Hao hụt có 2 triệu mà có 4 tờ chứ. Bà nghi tôi giấu tiền chứ gì? Tôi không có nghi mà tôi khẳng định. Bằng chứng rành rành đây nè. Đó, vợ chồng với nhau đó. Vợ chồng với nhau đó, coi thử được không. Đây đây nè, qua mặt tôi nè. Ông nè, ông xé cái tờ giấy này. Ai xé tờ giấy này vậy? Mắc gì á, tôi đưa cái sổ ông ra ông cân trái cây ngoài đó ha. Ông nở lòng nào ông xé đi rồi ông ghi cái tờ khác về ông đưa tôi hả? Chồng với con, ông nghĩ coi được không? Ông giấu tiền tôi làm gì? Hả? Ông nuôi ai? Thôi, bà cũng đừng giận nữa. Tôi này tôi bậy. Tôi xin lỗi bà. Tôi cũng không có cố ý cái này. Tôi cũng không giấu tiền tôi nuôi ai. Nhưng mà tôi lấy tôi để đó đó. Chứ mỗi lần muốn đi đâu, có khách có khứa gì, bà kẹt, bà đi công chuyện, bà không có nhà, tôi không có đồng bạc dính túi. Tôi phải chờ đợi bà về, xè tay xin bà à, bà đưa tiền cho bà vùng hoằng quẩn quẩn. Tôi cũng tự ái chứ. Mấy chục năm nay tiền bạc bao nhiêu tôi đâu có quan tâm tới đâu. Làm bao nhiêu tôi đưa bà hết. Ông muốn giữ lại á thì ông cũng phải giữ sao nó quang minh chính đại. Chứ sao mà ông đi lén lén lúc lúc tôi vậy? Ông giấu giấu giếm giếm vậy á, ông coi được không? Hả? Tôi nói cái này á, từ hồi nào tới giờ tôi cũng mới làm lần đầu tiên. Mà cũng do bà. Thấy không? Bà thấy không? Mỗi một lần đi đâu đó, đi đám đi tiệc, tôi phải xè tay tôi xin bà từng đồng từng cắt. Đó. Mà bà đi đâu bà không có ở nhà, tôi phải đứng tôi chờ, tôi đợi bà trễ giờ của tôi. Bà thấy cũng khổ chứ. Làm đàn ông cũng phải có tiền, có bạc ở trong túi chứ. Nhưng mà mỗi lần ông xin á, tôi có đưa không? Mỗi lần ông đi nhậu tôi có đưa tiền cho ông không? Có. Nhưng mà chậm lắm. Không phải đưa nó ngon ngọt mà nó vui vẻ thì tôi đâu có nói chi. Bà đưa trên đầu, trên cổ rồi bà hạch, bà hỏi đi làm cái gì, ăn nhậu gì mà tới 1 triệu dữ vậy, bà nhớ đi. Không? Tôi cũng có cái lòng tự trọng của tôi chứ. Bà nên nhớ là ông hai lúa ở cái xóm này ai ta cũng biết. Mà lúc nào trong túi cũng không có một cắc.
Thấy nhục không? Bà thấy nhục chưa? Chẳng những tôi nhục với ngoài đường mà với con cái ở trong cái nhà này tôi cũng nhục nữa. Hù! Tiền đâu mà giữ vậy không? Tôi bà đưa tôi xài ra cái tôi tiết kiệm. Tiết kiệm mà được như đây đó hả? Thì cũng để dành. Chàng ơi, ông tiết kiệm từ hồi nào mà tiền nhiều như vậy? Ba cái chuyện tiền bạc trong nhà trong cửa nào giờ tôi giữ không à? Ông bằng gì kia cho nó cực vậy? Nhưng mà để tôi vô tính. Đưa đây cho tôi, để tôi coi coi. Chà, cũng bộn ha. Nhưng em mai mốt á, chắc mỗi lần ông kêu tôi đưa tiền á, tôi đưa ít lại. Nhưng mà ba, rồi xong rồi, hết rồi, phá sản luôn rồi. Trời ơi, trời, quỷ đen của tôi, quỷ đen cái thành quỷ trắng rồi. Trời ơi. Bây giờ ông có dám thề độc với tôi không? Ông thề là ông không có nuôi ai không? Nuôi ai? Vậy ông thề độc đi. Bây giờ có 2 triệu đồng bạc này nè, tôi đi nuôi ai? Dạ ông thề độc đi, ông thề là ông không nuôi ai đi cho tôi yên tâm. Đó, bây giờ đó, có ông bà cha mẹ tôi ngồi trên bàn thờ đó, có mặt đèn làm chứng cho tôi. Bây giờ cái tiền này nè, mà tôi giấu bà đó, mà tôi đem tôi nuôi ai đó, cho tôi chết bất đắc kỳ tử, thấy không? Ủa coi, làm cái gì mà thề độc dữ vậy? Bức xúc quá mà. Thề bậy bạ không à. Lỡ ông có gì rồi tôi sống với ai? Thì bà kiếm người khác, để đem tiền gì nó nộp cho bà. Nói gì cũng nói được, thấy không? Thì tôi cũng sai. Mỗi lần á đưa tiền cho tụi nhỏ nhưng mà không có đưa tiền cho ông. Chừng nào ông hỏi thì mới đưa. Thôi thì không có, thôi làm gì thề độc dữ vậy? Thì bà cũng mới biết cái chuyện đó chứ. Thì biết rồi. Làm gì bà nãy giờ bà điều tra bà hạch thổi. Thì tại ông giấu tôi tức thôi. Con người tôi cũng có lòng tự trọng chứ. Tôi biết tôi sai rồi, làm gì tự nhiên là tôi la ông vừa, tự nhiên ông quật lại ông la tôi vậy? Thôi đừng giận nữa. Tôi nói để rút kinh nghiệm, mình cũng không có sống bao lâu nữa. Hơn nữa đời người gần đất xa trời, cố gắng sống cho nó đàng hoàng, tử tế, thương yêu nhau, thấy không? Tới hơi thở cuối cùng rồi xong, cãi giả làm chi? Mấy đứa nhỏ nó nghe được, nó cũng đâu có vui. Người ta bên ngoài người ta nghe được, người ta cười, thấy không? Thôi đừng giận nữa, mệt vô nghỉ ngơi tắm rửa đi rồi tôi dọn cơm ăn nè. Nói để rút kinh nghiệm vợ chồng. Khổ trăm chiều.